Sáng sớm trước giờ khai mạc World Cup nữ 2023, thành phố Auckland, New Zealand bị xáo trộn bởi tiếng súng chát chúa của một kẻ có dấu hiệu tâm thần. Sự cố này khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có hung thủ bị cảnh sát tiêu diệt. Đội tuyển nữ Việt Nam đang đóng quân tại khách sạn Regis cách hiện trường ít hơn 1 km, được bảo đảm an toàn bởi cán bộ an ninh người New Zealand theo sát. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và cầu thủ đồng ý tiếp tục tập luyện tại sân Taylor Park sau khi nhận được thông tin an ninh đã được giải quyết một cách nhanh chóng và hợp lý. World Cup nữ 2023 vẫn tiếp tục diễn ra với đội tuyển nữ Việt Nam và các đội khác ở bảng E đảm bảo an toàn tuyệt đối.